Vì sao Sơn Tùng bị đánh gậy livestream hơn 55.000 người xem? Sau một thời gian im ắng, Sơn Tùng MTP đã gây chú ý khi thông báo comeback trong một sản phẩm âm nhạc mới. Đáng nói như để quảng bá cho sản phẩm mới của mình, nam ca sĩ đã hiếm hoi có màn livestream để tương tác với người hâm mộ, thu hút hơn 55.000 người xem trực tiếp chỉ sau khoảng thời gian ngắn. Trong livestream của mình, Sơn Tùng đã vừa lái xe vừa trò chuyện với khán giả vô cùng vui vẻ. Trên live, giọng ca gốc Thái Bình tỏ ra khá ngại ngùng. Anh cũng thừa nhận việc này vì rất ít khi xuất hiện trước công chúng theo cách như vậy. Đang nói, đang bon bon trò chuyện thì live stream này xuất hiện dòng cảnh báo. Các hành động trong phiên live có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Sau hơn 2 phút, buổi phát trực tiếp của nam ca sĩ bị TikTok đánh gậy. Theo đó, Sơn Tùng đã chủ động đổ xe để đọc bình luận. Tuy nhiên, buổi live stream được bắt đầu vào thời điểm anh đang lái xe cộng với những quy định gắt cao từ TikTok đã khiến cho phim livestream của nam ca sĩ gặp ảnh hưởng. Sau khi bị đánh gậy không lâu, Sơn Tùng đã mở lại một buổi phát sóng khác cùng với sự xuất hiện đặc biệt của Ben Phạm. Có thể thấy, dù đã rời khỏi công ty, nhưng Ben Phạm vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chủ tịch MTP. Cả hai đã thoải mái trò chuyện, quẩy cực sung trên nền ca khúc mới. Trước đó, Sơn Tùng MTP đã hé lộ đoạn clip ngắn chứa đựng những giai điệu đầu tiên của ca khúc mới sắp sửa ra mắt của mình theo như những gì Sơn Tùng hé lộ, đây tiếp tục sẽ là một ca khúc có phần giai điệu sôi động, bắt tay. Trên tiếng nhạc dồn dập, những câu hát tiếng Anh do Sơn Tùng thể hiện đã khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích, bởi khá dễ nhớ và khả năng gây nghiện là khá cao đó nha. Có thể sau There's No One At All, đây sẽ tiếp tục là bản hit tiếng Anh thứ hai trong sự nghiệp của giọng ca 9X đó nha.